Xin chào buổi sáng cô chú. Hello. Trời ơi, bàn gì quá trời nhiều đồ vậy Alex. Alex thường nó mê khô cá đường nè, nó tự nướng nè. Một cái thôi con, hai cái nó mới chín. Từ một cái thôi. Ảnh mê cái khô này. Đó. Sáng nay Huyền dọn mấy cái này Huyền dục á, nó cũ quá rồi. Mấy cái này nó bị cũng bị tróc á. Anh Hùng thì ảnh đang chiên cái này để ăn với mì. Còn khô này khô cá bò mà ăn nó hơi có vị ngọt ngọt á, Alex bằng kêu bằng khô cá đường, cho nên Huyền quen khô cá đường luôn. Thì theo như yêu cầu của khán giả kênh Gia Đình Nhỏ, hôm nay tụi Huyền sẽ đi thả cua nha. Tụi Huyền đi thả cua với lại câu cá luôn. Đi Alex, lấy nón lấy kính đi con. Thật ra là cái ông hàng xóm á, ổng qua ổng nói với tụi Huyền mấy hôm rày rồi, ổng nói cua mùa này ăn cũng ngon lắm, tụi mày đi thả đi đó. Xong rồi mấy hôm rày tụi Huyền cũng định đi thả phải không, nhưng mà lo đi biển chơi á, hôm nay đem cái lồng theo thả nè. Ổng nói cua tháng này ăn ngon lắm, tụi mày không cần đợi đâu. Tại vì mấy hôm rày ổng bắt cũng nhiều lắm luôn, nhiều. Ổng đang thả ngồi đó nữa, ổng đủ anh mai cái đi rất cua với ổng không vậy đó hả? Không biết làm kính thì bỏ mà. Ổng đang thả ngoài đó hả? Ừ. Wow, ông nó mang cua dữ thiệt đó nha. Có mình ơi, ổng thả 4 năm lòng nữa cả nha. Làm mấy chục con nữa. Dạ. Yeah. Con. Ừ. Để ăn nguyên năm. Cái chậu này của mình đẹp quá anh hả? Đây nè. Mình thích cái lá này, nó cũng điểm tô màu luôn nè. Nó có hoa nữa cô chú. Có vài. Có áo nào không? Có vài cái hoa ngắm cũng vui mắt á. Còn hai cái cây này của Huyền, mãn đình hồng ha, cái tên nghe đẹp á. Hoa mãn đình hồng của Huyền nó tàn tạ hết trơn rồi, bên ổng thì xum xuê lắm. Kệ nó đi, lỡ rồi. Còn đây là cái lồng cua của tụi Huyền ha. Hồi sáng cái Huyền cũng bỏ ra một bọc mồi. Cái này á là đầu cá, đầu cá nục á, hồi năm rồi lắm. Tụi Huyền câu nhiều đó, cái xong cái tụi Huyền năm trước luôn chứ không phải năm rồi. Câu nhiều cái tụi Huyền xẻ ra, tụi Huyền làm cá nục một nắng á, còn cái đầu để lại đông đá. Mùa hè nhà Huyền có đủ tiết mục hết ha, lên rừng xuống biển. Còn mùa đông thì hơi chán một chút nghe cô chú. Mùa đông nằm chèo queo đắp mền. Cho nên mùa này mình hưởng, mình tranh thủ mùa năm mùa mùa này mình hưởng, mình tranh thủ ha, bù lại cho mùa đông. Tụi Huyền xuống bến tàu rồi ha. Hôm nay tụi Huyền sẽ thả cua ở tại bến tàu luôn chứ không có chạy xa nha, cho nó tiện. Tại ở đâu cũng có cua hết á. Hôm bữa mình thả đó cũng nhiều quá, hôm nay thả lại chỗ cũ, ngay chỗ người đậu luôn. Trời nắng thì nắng nha, nhưng mà tôi Huyền vẫn bận áo gió nha cô chú. Gió cũng lạnh lắm. Ở đây nó không có phải mà nắng gì mà nó nóng giống như bên Việt Nam, không có đâu. Đây nè, nắng sáng từng. Cũng phải bận áo gió thôi. Thả tại ngay cầu tàu luôn nè, ngay chỗ này luôn nè, khỏi chạy đi xa mất công. Đó. Cái này cá tôm nữa nè, cho nó đánh mùi tới nè. Dạ. Nhiều bọc dữ. Đâu có dây đâu. Để lại đi. Đó. Rồi tôi Huyền buộc lại ha. Cái lồng này nó nhẹ nhàng hơn cái lồng đen nha. Cái lồng đen của Huyền thì nó nặng lắm, không có xếp lại được. Còn cái này mình xếp lại nó gọn bân à. Tiện lắm. Để trong xe cũng gọn mà
Xếp chở đi cũng gọn, để lên tàu cũng gọn luôn. Lạnh không con? Nước mát không? Mát hả? Đó, buộc lại. Rồi, xong rồi. Giờ tụi Huyền thả xuống nè. 15 con nha. Con nữa. Mai 15 con. Nước này cũng sâu lắm á, hàm mấy mét lắm. Chắc là một con nào. Chắc một con thôi, chưa gió Alex nói xui dữ Alex. Bỏ lúc nào cũng nhiều. Thấy chưa, ở đây sâu lắm nghe cả nhà. Sâu lắm. Tụi Huyền thả cua rồi, bây giờ đi ra thử câu cá nục nghe cô chú. Kiếm vài con cá nục về nấu canh ăn coi, hay là kho ăn ha. Bên đó người ta cũng đang câu nữa kìa. Thả ha. Bây giờ mình sẽ thả câu nha. Đây là cái câu mà Huyền hay câu cá nục đây. Mình câu bằng mồi như thế này nha cô chú. Trời ơi, sống á. Sống quá. Thả xa quá đó. Nặng lắm. Ở chỗ này nè. Trời ơi, dính con cá gì mà nặng dữ vậy trời. Phải không? Đem nón đậu vô không? Được rồi. Ừ. Bay á. Con sao nó quẹo quá vậy? Thì tách máy rồi mà. Để đi. Chạm dễ kéo. Anh qua hướng bên đây đi, coi chừng đạp dây đi. Đi thì anh tháo cái này ra trước cho em chứ hả? Phải cá nục thôi, cá gì đây mà ghê vậy? Mấy con đó? Hai con. Bá con cá nục cả nhà. Wow. Bá con nè con chú. Yeah. Ô bự quá chứ, bự luôn nè. Để nè. Wow, nó bự quá. Bự quá, hàng chi nó nặng chết cha luôn. Bữa này nó bự nè cả nhà. Ô, đã quá, cá bự ghê luôn á. Okay. Dục. Ok. Đến vòng lại vòng. Ok. Sợ tàn phai nhan sắc. Đâu có, nắng nó chiếu quá, nó ché nè, khó. Ché con mắt quá. À, để mình vòng vòng ở đây thử coi sao. Vậy cá nó vô nhiều quá hả, nếu không là đâu dính ba con được. Dạ. Cái gì vậy? Em nói nếu mà mình dính nhiều cho ông hàng xóm ra câu. À, báo tin cho ổng. Chứ ổng cũng thường báo tin cho mình biết á. Dạ. Bự ghê luôn á. Dạ. Ừ, ba con đó nặng dữ lắm luôn. Ê, thêm hai con kéo nữa. Thử. 5 con hả? Mấy kia em câu 5 con không đó. Nhưng mà nó nhẹ, nó nhỏ thôi. Nắng chiều nè cả nhà ơi. Nhẹ ha. Thả ra thả vô mở vụt luôn. Kéo lên nào, kéo lên nào, kéo lên nào. Sao mấy con? Đố em á. Một con hả? Ok, coi. Cả nhà coi cô Thấm nói có đúng nha. Hay lắm, cô Thấm giỏi lắm. Câu quen rồi. Biết mấy con à. Ôi, một con hay gì á. Ô, con cũng bự mà. Wow. Cũng được ha. Dạ. Dạ. Đó, con có chơi Alex được rồi. Rồi. Vậy là nó ở vòng vòng đây à? Dạ. À. Giờ này cũng gần 8 giờ rồi. Ừ. Tôi ra nãy 7 giờ. Ừ. 7 giờ thôi, thả cua lòng xong rồi ra tới đây. Có con chút xíu, 8 giờ nhanh không? Nhiều đó đủ cho em nướng rồi đó. Thèm cá nướng. Ừ, hồi sáng em nói thèm cá nướng mà. Wow, vậy tối nay giờ nướng đã lắm nè. Mà chắc họ phải ghé vô mua rau á ta.
Chủ nhật à, sao ai bán rau? Cây ma mở tới 9 giờ, con có kẹp thì mua, còn có máy okay. Mình ra vườn cỏ gì ăn nóng. Vườn mình hết có sao? Salad là được à? Mấy hổng rài á, mình về á, cái mình làm biến mình cũng ra vườn hái gì trơn á cả nhà. Có dưa nè. Dưa leo á, mấy hổng rài mình để nó về hết luôn, cái mình cũng không rải cái gì lại luôn á. Năm nay làm biến trồng vườn còn hơn luôn á. Năm nay đi biển không à? Ông thủ đi biển. Dạ, ông Hùng thủ đi biển nè, xong rồi cái đi. Tối hôm nay luôn. Tụi Huyền câu 4 con cá đủ ăn rồi. Cho nên là tụi Huyền chạy vô ha. Với lại trời cũng hơi tối rồi cả nhà. 8 giờ mấy rồi. Cho nên cả nhà nhỏ đi vô bờ đây. Tụi Huyền có 4 con cá nè cô chú. Con này to nhất ha. Đó, 4 con đủ ăn rồi, cho nên thôi đi vô. Đầu tiên là dính 3 con này liền nè. Ngon lắm luôn. Trời ơi, nó tươi rối rối luôn. Con này không, anh hôm bữa anh con này phải vịt không? Vịt mà sao nó bự dưới? Vịt cháu chao cô chú. Em xung lại cái bự nó. Đây nè. Em dặm. Wow. Ê, cũng nó gần nó bự ghê luôn á. Dạ, bự lắm, con. Con cỡ chắc cỡ 5-6 kg luôn á. Hồi bữa anh tưởng nó ngỏng chứ. Ngỏng có thiên nga đen không ta? Có thiên nga đen không ha? Đây nè. Tụi Huyền về đến nhà rồi, bây giờ Huyền làm xong 4 con cá rồi nè. Đó, cho cả nhà xem ha. Thì hôm nay Huyền làm cái kiểu này nha. Cái kiểu không có cắt đuôi, Huyền chỉ mổ bụng thôi. Thì hôm nay Huyền sẽ nướng đó, 4 con nè. Nó không có đều nhau lắm, nhưng mà có 2 con này thì bự nè. Ngon chưa? Cá này ăn béo, nướng ngon lắm luôn á. Bây giờ Huyền sẽ ướp nhanh đó nha. Bên Huyền gần 9 giờ tối rồi đó. Huyền sẽ ướp nhanh đó với lại nước tương nè, sốt tiêu của Hàn Quốc ha, cái này để nướng thịt bò rồi đó, nhưng mà mình còn nhiều quá mình sẽ lấy mình ướp luôn với lại hạt nêm thôi. Với mình sẽ vô mình lấy cho chút dầu hào vô nữa là nó có mùi vị rồi đó, mình nghĩ vậy. Hôm nay là mình làm tóc hành á. Giờ Huyền sẽ ra ngoài vườn coi còn cọng rau nào, cắt cọng rau nấy ăn ha. Năm nay Huyền cũng lười biếng trồng rau, với lại thấy cái vườn nó vậy cái cũng chán luôn. Đó.
không thèm nhòm ngó gì tới nó hết trơn á, tại vì mấy cái này thấy ăn uống được là mình để cho khô, mình lấy hộp luôn á, lấy hộp luôn á cả nhà. Đó, bây giờ Huyền sẽ cắt vài cọng hẹ ha. Trời ơi cô nè, mấy con ốc nè, ghê chưa, nó bự dễ sợ luôn. Oh my god, quá trời luôn. Cái trái này nó còn xanh nè, bây giờ Huyền hái vô Huyền ăn sống nha, kệ nó đi. Có gì ăn nấy đi. Trời, cà chua cũng chín lắm nè. Đó cả nhà, cà chua nè. Nó hơi tối nha, tại vì bây giờ cũng 9 giờ mấy rồi á. Mai ra hái cà chua nha. Bây giờ thì mình hái mấy cái rau này thôi, hái mấy cọng rau nhấp cá với lại mấy cọng hẹ thôi. Có gì ăn nấy. Này cả nhà, đó nhấp cá thì nhiều, nhấp cá tự nó mọc lại à. Quay sơ cho cô chú coi. Với lại cái này của Huyền nè, nó cũng sắp tàn luôn rồi ha. Thì Huyền đợi cho nó khô xong rồi hái luôn được. Đó, bạc hà cũng nhiều lắm. Bạc hà thì hôm nào nấu canh chua ăn nè. Ở trong đó mấy bẹ lớn lớn không à. Ok, Huyền có một bụi lá chua đây nè, Huyền sẽ hái lá chua luôn nha. Hái lá chua này để vô cuốn ăn. Hôm nay Huyền ra Huyền mót rau thôi, chứ vườn nhà Huyền giờ nó cũng sơ sát hết rồi. Đó, lá chua này cuốn bánh xèo ăn cũng hết sảy luôn á cả nhà. Mấy lá chua này nó mọc ngoài đường nhiều lắm. Ok, trời ơi, nó nóng lên 230 độ rồi. Không biết có khét chưa. Thì mình sẽ lọc nó lại. Wow, cái này nướng nó thêm khoảng 5-10 phút nữa là nó chín ha. Trời. Mời cả nhà. Mời cả nhà, chưa có mồi nữa là mời uống bia rồi. Bia giờ uống mới sướng nè cả nhà. Oh, ngon chưa? Dạ, thấp. Trời, nó đông đá luôn rồi. Ừ. Nó đông đá từ cái ly nó lạnh quá đó. Ừ. Wow. Nó sảy. Em cuốn cá mà có ly bia này đã lắm đây. Nhưng mà chưa khui hẹn nè, chắc nó khét trong đây rồi. Anh khui hay em khui? Ra đây, đây, anh quay để em khui cho. Khui nha, xem nè. Khui nha xíu nè. Nghe thơm rồi. Nghe cái nó hơi bị cháy cháy rồi. Vậy hả? Dạ. Em lo đi hát ra, em mua dặn anh trong đây. Ừ. Anh canh cái nồi bún không à? Không không, cháy rất ngoài thôi cô chú. Wow. Cái này nè, đáng lẽ là có mỡ hành nữa. Để em lấy cái giấy. Đúng điệu nó là mình có mỡ hành ha. Mình có là phộng luôn, mình cắt luôn. Là hết sảy luôn. Có bún không mà? Có không? Một chút nha. Hết sảy luôn. Sảy không bảy. Nó hơi cháy gia vị thôi. Ừ. Nó nhiều cá nè. Ừ, có mỡ thêm nhiều nên không có cháy. Cái này nè. Ngon không? Thơm quá. Hơi bị cháy ở dưới rồi. Em lấy thịt ra cho cả nhà coi thế này. Ừ, đợi chút nha, để chùi tay chút. Đó, cái này rắc mỡ hành với lại đậu phộng luôn là hết sảy nè. Wow, coi nè. Ngon ha. Perfect. Dạ, từ từ coi. Wow, hết sảy luôn. Mời cả nhà. Mới nãy anh có rửa đồ nước không? Có nha. Không bớt đâu, anh mà rửa. Cái đồ mới khui nhà. Minh Tán, Minh Tráng nè. Ba học. Minh Tán. Hai bên thì mình đổ nước nè nha cả nhà. Còn những giữa đỡ Minh Tráng. Hay chứ, Việt Nam làm mấy cái này hay ghê nè. Tiện nè. Để là tô nhúng bánh tráng 3 ngăn. Cái này chưa còn thiếu. Wow, còn cái này nữa. Đủ đồ này hết ta.
Dưa kiệu. Giờ này ai còn dưa kiệu không? Dưa rau nè. Alex ăn nước tương hay nước mắm không? Tôi Alex à. Dạ. Hôm nay Huyền giờ trễ quá, cái ở nhà cũng không còn sổ ớt nữa đó. Cho nên là không có làm được nước mắm. Có gì mình chấm nước tương. Gỏi cuốn chấm nước, ủa cá miếng chấm nước tương ha. Nó hơi lạc quẻ một chút nhưng mà kệ nó đi. Như cái này cho lấy kìa. À, lấy thêm đôi đũa nữa nha con. Lấy thêm đôi đũa nữa. Nhìn thấy ngon quá. Dạ. Mời cả nhà. Đẹp đói quá rồi nè. Rồi, scone. Scone. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ủa, đâu có hiểu không? Từ từ xuống lấy đi. Ờ, uống nước lạnh. Ủa, cái gì anh em để đây rồi? Đây. Đây là tổng nghiệp quá. Uống một đống nước mắm, rồi nó tắm được hết rồi. Cay. Cay hả? Ông bà, anh chấm. Ông bà có nước mắm mà đâu. Dạ. Cục kiểu ngon. Dạ. Giờ anh ăn cút kiểu không? Nè. Nếu mình có mùa tốt nha. Nước mắm. Ôi, bên này. Còn bây giờ mình ăn cái cầu đôi không là ta. Ta đâu vậy? Trời ơi. Lấy chỗ rồi. Cái mặt của em nâu quá. Nâu lắm đúng không? Nâu. Mặt người hôm nay đen thù lui luôn. Phơi nắng ba bữa ngoài biển mà biểu. Ừ. Nè. Ăn xiêu mắm đi. Chấm à. Ngon quá cả nhà. Scone. Đồ đã khác. Tối rồi cả nhà. Vậy ban đêm cái vườn gia đình nhỏ nè. Lung linh không? Cái Bella nè. Bella tối thưa thích ra đây dòm đèn lắm nha cả nhà. Đó. Hãy Bella. Trong clip tới thì gia đình nhỏ sẽ đi kéo cua, cô chú nhớ đón xem nha. Sẽ có một bất ngờ cho cô chú đó. Còn bây giờ thì gia đình nhỏ tạm biệt cô chú tại đây. Hẹn cô chú clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye.